Hôm nay em xin giới thiệu về cách chăm sóc răng miệng cho bệnh nhân thalassemia. Thalassemia là một bệnh tan máu bẩm sinh, là một bệnh lý huyết học di truyền phổ biến nhất thế giới. Nguyên nhân là do sự thiếu hụt tổng hợp một chuỗi globulin trong huyết sắc tố của hồng cầu, làm cho chất lượng hồng cầu giảm, làm hồng cầu dễ bị vỡ nên dẫn đến thiếu máu mãn tính. Người bệnh thì thường cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, da niêm nhợt nhạt, củng mắt vàng. Còn trong răng miệng thì nú vàng nhạt, răng mọc không đều, đưa về phía trước và thường bị viêm phủ nú nặng. Nên việc chăm sóc răng miệng cho người bệnh cần nhẹ nhàng và cẩn thận. Cần dùng chỉ nha khoa sau khi ăn để tránh thức ăn mắc vào răng, dễ gây sâu răng và tăng tình trạng viêm nú. Đánh răng sau khi ăn bằng bàn chải mềm, chải nhẹ nhàng để tránh làm chảy máu răng, và thay bàn chải 2 đến 3 tháng một lần. Sử dụng nước súc miệng hoặc là nước muối pha loãng thường xuyên để làm giảm tình trạng viêm nú và giúp răng chắc khỏe hơn. Nhai kẹo cao su không đường hoặc là hạn chế ăn thức ăn có mùi để làm giảm mùi hơi thở, vì người bệnh viêm nú thì có mùi hơi thở. Massage nú nhẹ nhàng làm tăng lưu thông máu đến khu vực viêm nú. Ăn nhiều rau củ quả và các loại hạt. Tránh uống quá nhiều nước ngọt có ga và ăn quá nhiều đồ ngọt. Cũng không nên hút thuốc sẽ làm tăng tình trạng viêm nú. Tăng các phẫu thuật hàm mặt khác như là nhổ răng, chữa tủy, implant, v.v. thì có thể gây giảm chảy máu nhiều, thì các bác sĩ nên cho bệnh nhân đi xét nghiệm công thức máu để xác định mức độ thiếu máu để truyền máu trước khi làm thủ thuật. Và người bị thalassemia thì dễ bị nhiễm trùng, cho nên là nên cho bệnh nhân dùng kháng sinh để tránh nhiễm trùng.